một người ở lại đêm trắng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hôn đông. Được một nụ hoa nở về đêm. Vì giây phút xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác là một bộ karaoke cao cấp đến từ thương hiệu của AV Pro các bác nhé. Với 4 thớt, 5 thớt và một đôi loa các bác nhé. 5 thớt và một đôi loa, dòng hàng cao cấp và cũng là những cái phiên bản mới nhất, chất lượng nhất của hãng. Đôi loa này là đôi loa Echo 12 Pro các bác nhé. Sử dụng vân gỗ rất là đẹp, sang trọng. Đó, các bác nhìn rất là sang các bác nhé. Và chất tiếng cho ra cũng rất là hay. Sử dụng một cục đẩy DX2008 với công suất 800W một kênh, 8 ohm, 1200W một kênh với 4 ohm. Cho phép các bác có thể đánh được 2.30. Quản lý nguồn hỗ trợ tắt mở bộ dàn tiện lợi hơn cũng như là an toàn hơn. Model Pro 12 có 8 cổng sau và 2 cổng trước, hiển thị nguồn điện và các cái kênh tắt mở automat. Nâng tiếng PX22 Plus hỗ trợ nghe nhạc và hát karaoke hay hơn, hai kênh riêng biệt. Dòng vang số cao cấp đời mới nhất S880P có tích hợp 4 kênh để các bác có thể lựa chọn khi mà hát cũng như là nghe nhạc riêng biệt, hiển thị màn hình số. Có kết nối USB, cổng quang, Bluetooth đầy đủ. Bộ mic không dây KM600, tiếng hát rất là nhẹ và thanh tiếng. Một cấu hình cao cấp để các bác có thể phối ghép với căn phòng từ 20 cho đến 40m2. Em sẽ mời các bác cùng cảm nhận tiếng mic với đôi loa Echo Pro 12 này. Đứng 1, 2, 6, 7, 5, 6. Tiếng cho ra rất là trong trẻo các bác nhé. 1, 2, 2. 1, 2. Đó, tiếng cho ra rất là trong trẻo và nhẹ nhàng.
tất cả những mặt hàng chính hãng các bác sẽ được xác thực và bảo hành điện tử trong vòng 1 năm các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu phối ghép các bộ karaoke hoặc là những bộ karaoke mà các bác đã theo dõi trên cửa hàng Micro Audio, có thể liên hệ với số điện thoại 0977 434 361. Xin phép được kết thúc video, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.